quý vị tại hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vaccine covid-19 của bộ y tế, bộ yêu cầu các sở y tế phải đề xuất nhu cầu tiêm vaccine cần cấp từ nay cho tới cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vaccine năm 2022 báo cáo bộ y tế trước ngày 20 tháng 11 năm 2021 để bộ y tế tổng hợp đưa vào kế hoạch phân bổ vaccine trong thời gian còn lại của tháng 11 và tháng 12 năm 2021. 2021 cũng như năm 2022, đặc biệt báo cáo số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân.